Mấy cái bờ đá mà người ta thường chắc để làm cái kè để ruộng ấy, rồi xong cái đó ví dụ mùa hè là mùa sinh sáng của nó, rồi ban đêm tầm 6-7 giờ nó sẽ mò ra biển, nên để trứng dưới biển và trứng nở thì sẽ bò lên bờ lại và ở trong hang đá, cái màu nó cũng như đen đen đó giống thì màu nước lửa, nên này có cái địch khó phát hiện. Thường thì bờ đá nó ăn một số thức ăn như là lá cây hoặc là bắp hoặc là hành, là một số cái loại rong rêu dính gần biển nó cũng ăn. Và giá cô bán cho du khách thì từ dao động từ 500 rưỡi đến 600 nghìn quý. Thì ví dụ cô này thì mùa hè nó rất là nhiều, thì ví dụ một số con cô mà đẻ xong là mình phải bắt, còn nó chưa đẻ thì mình thả ra để nó đẻ trứng ấy. Ví dụ con cua mà đang có trứng thì ở dưới cái yếm của nó xè ra một buồng trứng như là kiểu như tôm, nó mang theo. Mình bắt những con mà chơi đá với lại những con cua đực ấy. Thì, ví dụ bằng đêm thì hôm nào rảnh thì mình đi bắt thôi. Với lại ví dụ hôm nào mà ít thì được khoảng nửa ký. Hoặc là nếu mà hôm nào nhiều thì được hơn 1 ký hoặc 2 ký cơ.